một chiếc xe êm hơn chó thở, một huyền thoại của thế hệ 8X, 9X. Xe hình sự là một cái tên khác của nó trong giới xe buýt, và đó chính là Exciter 2010. Chào buổi sáng các bạn đang trước mảnh của Mặt TV. Hôm nay là mình có đem đến cho các bạn một Exciter 10 4 số huyền thoại của các bạn đây. Hôm nay là mình mới nhận chiếc xe của khách. Bây giờ mình sẽ dừng lại mình quay một cái đi. Tại vì những ngày sau đó là mình sẽ chủ yếu là mình quay trong tiệm mình không à. Mấy bạn thấy tê chưa? Khách đưa mình kêu mình dọn chiếc này, dọn full vàng lông bên ngoài. Hôm trước là anh khách có đem đồ qua rồi, bây giờ mình mới qua mình lấy xe thôi. Chiếc này là cấu hình zin nha. Nhưng mà chạy chiếc này ngoài đường rất là gọn. Rồi cái đèn đồng hồ cũng bay luôn rồi nha, mình sẽ làm lại hết. Đó, nghe tiếng xe không? Thì thầm như gái Nhật vậy á. Đầu tiên là nhận xe xong là mình sẽ chạy khoảng 2-3 cây số gì đó để mình đi test. Nhưng mà mình chạy tốc độ thấp lắm, chủ yếu là coi cái vận hành của xe như thế nào, máy móc rồi sao, thuộc nè, chẵn ba, vỏ, bánh, rồi thắng. Tại vì khi mà mình vận hành, mình chạy trên đường, mình mới biết là chiếc xe nó đang như thế nào để mình còn report lại cho khách hàng nữa. Gọn thật sự luôn á. Những cái thời điểm tiếp theo của cái video là mình chỉ để chiếc này một chỗ tiệm để mình dọn thôi mấy bạn. Bởi vì nhiều khi là mấy bạn xem mà chiếc xe nó nằm một chỗ mấy bạn hơi chán á. Thì đầu video mình sẽ cho nó sôi động một xíu bằng cách bốc đầu. Không, mình bốc đầu xe mình thôi nha. Chiếc xe khách mình không bao giờ mình dám mà làm mấy cái trò đó điên khùng nữa. Bao lướt luôn mấy bạn ơi. Chọn chiếc này để làm một chiếc xe di chuyển đi lại đi lại thì quá trời hợp lý luôn. Ngồi mình chỉ việc lắc người thôi mấy bạn. Lắc người một cái là cái xe có thể xoay 180 độ. Mình ra hãng mình mua cái công tơ mét của chiếc này luôn. Có khi nào dọn chiếc này xong cái bắt đầu mình thèm quá mình mua thêm chiếc F10 nữa. Dạ em mua cái cốc công tơ mét cho chiếc F10 á anh. Nói tiện rồi mấy bạn. Tiệm mình thì chưa dọn xong, còn hơi bừa bộn. Đợi qua dịch đi, mình bắt đầu mình mới dọn lại chiếc này. Mình sẽ quay qua tổng thể cho mấy bạn xem là trước khi hồi sinh chiếc F này nó đang như thế nào nha. Đây là cái dàn áo của nó nè, tất cả những cái thứ bên ngoài là có vẻ nó chạy chỗ heo 5 tháng rồi mấy bạn. Dàn áo hồi nãy mình chạy là nó cũng gung khá nhiều mấy bạn ơi, nó gung ấy. Còn cái vết này là cái vết mà giống như là bị té đây. Do là khách kêu mình dọn lại những cái chi tiết mà hư luôn, bởi vì mình mới kiểm tra đến như vậy. Còn cái dè thì nó bị đứt luôn mấy bạn ơi, phải có một cái dây chì để nối như thế này đây, rất là gung ghê. Thì không có cái nòng này nó giữ cái dè chạy thì nó sẽ làm gãy cái này. Đó, thì thay cái dè trước luôn. Và mình bắt đầu mình tháo chiếc ẹt này ra. Vì gỗ full xe là phải tháo hết dàn áo ra mấy bạn. Và khi tháo dàn áo ra, cái điều tá hỏa nhất của chiếc xe này đó chính là dàn điện nha. Có nhiều cái chi tiết điện cắt làm đôi, làm ba và nối những cái màu khác là mình rất là khó hiểu luôn. Phần trên của chiếc ẹt này cơ bản là nó khá ok mấy bạn. Nhưng mà có một cái điều kinh hoàng đó chính là cái ổ nhông. Cái ổ nhông có vẻ như chưa rửa lần nào ấy. Cái thời gian mà mình làm cái ổ nhông này nó rơi vào tầm 3 tiếng. Nó giúp cả nhựa đường trong đó luôn ấy. Và nếu mấy bạn để cái việc này kéo dài thì cái ngày mà mấy bạn thay nhông sinh dĩa nó đến rất là gần luôn ấy. Ok, đầu tiên là mình sẽ vệ sinh cái mang cá nè. Mình sẽ cạo ra hết tất cả cái bùn đất. Xong mình ngâm cái mang cá ngập trong dầu hỏa luôn. Rồi bây giờ mình qua chiếc xe, mình vệ sinh cái ổ nhông. Đúng là cái ổ nhông không làm mình thất vọng mấy bạn. Mình dùng rất là nhiều loại dung dịch luôn, nhưng mà nó cực kỳ khó ra. Tại vì có nhựa đường trong đó như thế này đây, chèm bẹp chèm nham luôn. Cái cảm giác mà mấy bạn tẩy sạch cái bộ nhông sinh dĩa nó phê lắm mấy bạn. Và mình trân trọng giới thiệu cho các bạn cái dàn dây điện của một anh thợ nào đó đã làm cho chiếc xe này. Dây điện cắt đỏ màu tùm lum, nó lòi ra mấy cái lỗi chì và rất là nguy hiểm luôn. Còn đây là những chi tiết bụi của cái chặn ba, của cái phuộc, của những cái đầu đèn và dây điện ở khúc trên nè. Cái phần chi tiết lốp máy cũng kiểu như là bị nóng cháy á mấy bạn, mà có dầu nhớt trong đó nữa, nó đang hôi lui luôn. Do là mình mới bán cái máy hơi, bởi vì mình không có cái nâng lên được đó. Cái nâng mấy bạn thấy đó phía sau mình đó, bắt buộc là mình phải ngồi mà mình phải nằm bò để rửa những cái chi tiết ở phía dưới. Đã lắm mấy bạn, rửa chiếc xe xong người ướt dẹp luôn, mình tắm theo chiếc xe luôn. Chiếc xe này có thêm một cái bộ chống trộm nhưng mà đã không còn sử dụng và không có chìa khóa, không có cái gì hết mấy bạn, chỉ có cái dây lòi ra vậy thôi. Và mình quyết định mình cắt luôn.
gỡ ra luôn cho nó gọn. Tiếp đến là mình xả nước mát ra để mình thay, vì cái nước mát của chiếc xe này nó tới công chuyện dữ lắm luôn rồi. Và cái lượng nước mát nó không còn nhiều nữa, vậy mình không biết sao mà lượng nước mát khá ít luôn. Nước mát của anh Sách đem qua không đủ, bởi vì bây giờ mình sẽ lấy cái chai nước mát của mình Adeka nha các bạn. Adeka khá là cao cấp. Mình chăm bình chính trước rồi mình sẽ chăm bình phụ sau nha mấy bạn. Bình phụ thì mình chăm nó ở giữa cái quãng lô với lại hai ở giữa, chứ đừng có chăm ít quá nha. Tiếp đến là mình thử cái bóng đèn của đồng hồ, và cái đồng hồ nó bị chết hai bóng đèn, mình cũng thay hết mấy cái bóng đèn bị hư luôn. Và tiếp đến là hai cha con bắt đầu ngồi, bắt đầu mò dây nè, bắt đầu làm thợ điện nè, suy nghĩ nè, bắt đầu chấm hỏi, và đau lưng quá mấy bạn ơi. Tới giai đoạn đầu đèn nha các bạn, mình thay đổi cái đầu đèn cho khách luôn, cũng là màu vàng đen. Tất cả đồ của xe này là đồ mới hết nha mấy bạn. Rồi, ok, lắp vào hai con mắt F10 đúng điện thoại luôn. Tiếp đến là hai cha con bắt đầu nghiên cứu lắp hai cái chó đèn vô cái mặt nạ nha mấy bạn. Úi trời ơi, chưa lên tem đi chơi mà nhìn nó đẹp quá kìa. Rồi bắt đầu là giai đoạn mình sẽ tháo ốc của cái ốp phong á, cái chỗ mình ngồi á có hai cái miếng mũ á, mình tháo ốc ra. Rồi mình bắt đầu mình lấy những con ốc đó mình đắp vô cái dàn áo mới. Tại vì những con ốc zin nó còn ngon quá mấy bạn ơi, mình không thể nào mình đổi con ốc khác được. Đây là chủ xe nè, anh Minh nè, ảnh qua ảnh thăm xe, khá là vui, ảnh qua thăm sáng chiều luôn mấy bạn. Ngồi tâm sự tí tê đủ thứ hết. Không lóng gì. Wow. Ủa, chỗ này chiếu để ngồi đầu. Lắp lắc cái đèn nữa rồi. Đây là cái ghế mới. Đồ mới hết nha. Đầu gom nhiều. Đầu lá dành tôi. Đồ mới hết nha. Còn ngoài này là đã rửa xong. Đen xì lì, ken xì ben. Cho nó phơi nắng rồi nó thiếu vitamin C, D, E. Cao su giảm chấm luôn. Mấy bạn nhìn độ bóng của miếng mũ mới nè, phê thật sự luôn á. Rửa xong các thứ thì mình bắt đầu mình bắt cái dè vô trước nè, rồi mình ướm thử cái đèn hậu, đèn api ấy. Đấy mấy bạn thấy đấy, cơ bản chiếc xe nhìn nó bắt đầu nó mờ lem rồi đấy mấy bạn. Hello, ngày hôm sau thì mình bắt đầu mình gã cái cản ra, mình tẩy cho thật sạch cái nước sơn zin luôn. Phải nói là cái quá trình này nó rất là ngứa luôn, tại vì cái dung dịch nó nóng với lại nó văng vô rất là độc mấy bạn. Mình phải đeo cái shell nè, rồi băng bao tay. Đây là cái cản mà sau khi mình tẩy sơn, nó không còn cái vết tích gì là của cái cản vàng luôn. Rồi giờ mình phơi nắng rồi mình sơn thôi. Tiếp đến là cái giai đoạn xịt khói của hai cha con nè. Hai cha con ngồi bắt đầu tuốt dây điện, rồi tháo những cái dây điện mà nó hư, mà nó bậy màu ra. Rồi bắt đầu mình lắp dây mới, mình bấm code làm cho nó gọn gàng hơn. Và đây là cái code mình bấm, nó hơi xấu nhưng mà công nhận là nó gọn đúng không? Và bây giờ mình sẽ tháo cái bánh để kiểm tra cái counter mét. Và thật sự là cái cốc counter mét ở trong nó bị mòn cái cục mà cái găng cưa á, bởi vì nó không đo được. Và mình lắp cái cốc counter mét khác vào và mình lắp cái dè trước vào luôn cho nó tiện mấy bạn. Rồi sau đó mình cho cái bánh vào và anh Minh xuất hiện sạc cho cái bình của chiếc xe này luôn. Anh Minh bảo là chiếc xe khó đề lên đấy, nhưng mà đáng tiếc là cái bình nó đai mấy bạn ơi, mình phải mua cái bình mới. Tẩy luôn hai cái tay thắng và tay côn, phải dùng 72 tuyệt chiêu né lại né những cái mà quá chất này, ngứa thật sự luôn á. Là sẽ có 3 lớp nha các bạn. Đây là cái lớp lót nè. Đó, lớp lót. Rồi mình tháo cặp các chân trước ra và mình thay luôn nha. Vì cặp gác chân đã hư mất tiêu rồi, mình phải mài một xíu cái gác chân thì mình mới lắp vô được mấy bạn ơi. Lắp cái gác chân mà không có cái bàn nâng đó là cái việc mình nằm, mình ngồi, mình phòm là sẽ xảy ra. Tiếp đến là mình sẽ xử lý luôn cái bao tay, vì cái bao tay nó đã quá cũ cứng và làm chai cái tay người chạy. Phải nâng niu cái bàn tay của mình đúng không các bạn. Mình tháo luôn cái cùm ra nhưng mà chớ chiêu thay là cái cùm ở trong nó bị gãy. Đây là cái mặt đồng hồ bị nứt, để mình phục hồi thử phải được không, không được thì đi mua cái miếng khác. Mình phục hồi xong những cái vết xước của cái mặt đồng hồ ở đây mấy bạn ơi. Những cái vết xước mà nó nứt như nứt nó đã hết rồi, chỉ còn những cái vết mà nó bị chạy sâu vô thịt thì mình khó làm ra đó. Chung là những cái vết nứt đã không còn nữa, bóng lón rồi đấy. Rồi nhìn nè, what, ngon lành, lắp vào thôi. Mình quay mình test cái counter mét nha. 1, 2, 3, quay vô cái đồng hồ à. Nó bị cái gọi là dây mới, cắt mới nhưng mà nó lên cái nó xuống, là có nghĩa là cái đồng hồ này nó có vấn đề rồi. Bây giờ mình phải đi sửa cái đồng hồ luôn.
Ngày tiếp theo mình lắp một số dàn áo vào xe, và hôm nay mình có huy động bạn Vin Audi qua sửa cái đồng hồ và đi lại cái dàn đa gia điện nhá. Bên mình thì sơn cho xe với mấy cái mà chi tiết thì bằng sơn Samurai nghe mấy bạn. Sơn này là khá chất lượng luôn. Cái đầu phun rất là mịn và đều, chứ mình không có dùng ATM hay là mấy cái ABC XYZ nha. Cái chi tiết này là mình sơn lót 2 lần luôn rồi đó. Bây giờ mình sơn bóng nè. Khi mà sơn lót xong rồi thì mình phải chà nhám mịn thì mình mới sơn cái lớp chính nha. Tại vì không chà nhám là cái nước sơn chính nó khó ăn lắm. Tình hình là dàn áo thiếu thêm 2 miếng cao su giảm chấn nữa. Nhưng mà thiếu bao nhiêu cao su thì mình sẽ đệm vô hết để cho cái dàn áo nó đừng có bị rung. Khúc này là bắt đầu hai cha con chia việc ra làm nha mấy bạn. Ba mình sẽ làm những cái việc mà gáp chiếc xe, còn mình thì lo việc đi sơn những cái chi tiết khác. Nếu mà ba mình cần mình phụ thì mình qua mình phụ. Mà mình phụ nhiệt tình lắm nha, chứ không phải là gớ đâu à. Còn đây là cái chi tiết mà mình đi khắp Cần Thơ kiếm không ra cái chỗ bán. Phải chèo đèo vượt suối rồi kiếm khắp các bản làng mà vẫn không có. Không biết có cái hảo huynh đệ nào mà biết chỗ bán thì chỉ mình với nha. Sau một hồi chụp vật thì cũng lấy cái bô ra được. Vừa kiểm tra thì hình là lủng một lỗ bên đây phía trong nha. Còn cái lỗ mà mình thấy á, thì nó cũng lủng sâu vô luôn rồi. Nếu mà mấy cái này thì em có thể sơn được, cạo sơn lại được đẹp hết. Nhưng mà chỗ này thì lủng, chỗ này thì lủng. Mình vô cái dốc ốc dàn áo nha mấy bạn. Vô ốc dàn áo là mình cho nhớt vô ốc trước hết rồi mình trên trên dễ vô rồi bảo quản cái ốc luôn rồi mình mới lắp vào. Ấy các bạn thấy đấy, dọn một chiếc xe đó đâu phải đơn giản đâu. Hai cha con phải ngồi làm miệt mà từ sáng cho tới chiều tối đó mấy bạn ơi. Đó, tất cả những bộ phận của bôn đều mới hết. Đã chưa. Ok. Và đây là cái bộ mới nè. Còn đây là cái bộ cũ nè. Cái bộ cũ nó có những chi tiết này nè. Các bạn nghe. Mình lấy con vít đóng, mình đóng vô mấy cái con vít, mấy con ốc trong cái ốc bô cũ. Và mình lấy mấy con ốc đó mình đem qua cái ốc bô mới. Còn ba mình thì miệt mài làm cái dàn điện ở bên trên. Đúng là cái dàn điện làm bốc khói thật sự luôn ấy. Mình là sửa cái công tơ mét tiếp. Nhưng mà cái cục ở trong nó không quay. Bởi vì cái công tơ mét không quay nha. Bây giờ kiểm tra coi được không được thì mình sẽ đặt cái đồng hồ mới nha anh Minh. Đây là chai Samurai bảo vệ bóng nha. K1K cao cấp luôn. Bỏ cái cản này bây giờ nó bóng loáng này. Để đợi ngày mai có nắng là mình sẽ phơi dưới nắng thêm một cái nữa. Đó, những cái thứ này nè. Phê không? 3 lớp, 4 lớp lần đấy. 3 tháng trời mình ngồi nhà mình học điện Honda. Và hôm nay có một chiếc Yamaha. Và mình vận dụng hết tất cả những cái kiến thức của mình hồi dịch. Và mình bắt đầu mình đi dây điện của chiếc này. Và quyết định mời họ điện qua làm. Đây là cái giai đoạn mà mình sẽ mài cái con ốc cho nó sáng. Sáng theo cái ốc bô mới. Đây là sự dễ thương của người hàng xóm. Đó, họ cái giò hơi qua cho mình dùng. Thì cái đầu đèn cũng về trong đêm đêm mèo nè, cũng chỉ anh lấy luôn, anh đem qua đây. Và lần này cũng nồm á, tại lắp vừa thử thì ui sợ trà, anh cũng chỉ nước miếng luôn nè. Còn đây là cái mặt điện nè, bạn thấy phê không, thấy khói màu. Khói màu cái đời đẹp điện hơi bị tuyệt vời á. Super 10 sẽ có hai loại đầu đèn, một loại là bự, loại nhỏ như thế này nữa nè. Loại nhỏ này thì cái xe mình nó sẽ càng thon gọn hơn nữa. Rồi ai lắp lên là xuống lắm à, còn làm tem nữa. Làm tem, làm yên, hai cái bình. Đó, còn cũng dây là mai đi lắp điện luôn. Được chưa? Ngâm xin dĩa là sáng bóng rồi. Và thật sự là cũng phải nói là khá là vui khi mà anh khách cũng mê xe. Anh cũng sáng chiều qua thăm suốt. Thậm chí tối là bây giờ là gần 9 giờ anh cũng qua thăm xe. Mình vẫn sẵn sàng vui vẻ, mình mở cửa lên chào chị. Yên làm xong rồi mấy bạn ơi. Quá xà lách luôn. Chỗ Minh Khai ở ngã ba Quang Trung nha. Dạ. Tới liền luôn. Đã. Rồi mấy anh em mình lấy yên xong rồi nha. Đây là yên cũ nè. Còn yên mới. Cái gì đây? Cái bình với lại cái gỗ để lắp lên chiếc winner. Rồi ok, giờ rút nha, rút về gấp. Hôm nay tiệm hơi đông mấy bạn ơi. Bởi vì mình lùi về sau mình làm cameraman. Bây giờ mấy anh em mình thay cái bình mới vô. Bình này là bảo hành có năm có 6 tháng nha. Xe vàng thì chơi vàng luôn, bình này tháng là đường. Mình xài cái bình này chắc cũng mấy năm trời đó. Tháng luôn mấy bạn ơi.
Ok ok, người một việc nhá. Hôm nay tiệm đông quá, mình ngồi mình bấm điện thoại mình nghiên cứu các thứ, còn các anh em còn lại vào ba thì xử lý chiếc xe. Đây, kỹ sư trưởng đang nghiên cứu cái rổ AB để gắn vào chiếc xe nè mấy bạn. Và thêm một người nữa xuất hiện để hỗ trợ. À không, phát lắc xuất hiện để tấu hài mấy bạn ơi. Ủa chứ không hài lòng. Nói cái lại với trời. Và cuối cùng thì các anh em bên điện cũng qua. Các anh em điện là bên Pin Audi ở Cần Thơ, làm cực kỳ nhiệt tình luôn nha. Và đi dây rất là gọn gàng và an toàn và thẩm mỹ luôn. Nói là đi điện kiểu này thì chiếc xe này sau này là chỉ có an tâm mà chạy vững tin trên mọi nẻo đường, nâng niu bàn chân Việt. Ủa mà này giống quảng cáo Vitex quá. Làm mà trời ông cảm động ông mưa luôn mấy bạn ơi. Quá trời dây nhợi luôn. Không biết hai anh em này có xịt khói không nữa. Cái đầu là mình sẽ lắp cái cao su giống trắng vô hai cái lỗ này nha, để cho cái dàn áo này nó đừng bị vũ do em đẹp vô đó. Do cái lúc trước thì cái dàn đầu này nó chỉ có con ốc như thế này thôi, và bắt đại vô nó làm cái dàn đầu nó banh ta lông hết. Thì bây giờ mình có cái cây giảm chấn nè, lắp vô cái là nó khớp luôn các bạn, rất là ngon. Hai con cái đầu đèn thì nó phải có cái lỗ để cái tay thắng nè, bên đây thì cũng phải có cái lỗ để tay côn, nhưng cái đầu đèn này nó bít luôn. Bây giờ là tới cái giai đoạn mình sẽ chọn nhất cho anh Minh, anh chủ xe S10. Thì anh nói là 2XX đi, 2XX thì mình thấy thằng này là khá ngon nè. Còn nếu mà muốn thấp hơn thì có thằng Amsoi 4T có nhiều mấy anh em winner chạy nè. Còn nếu mà 2XX 2.7 thì 2.5, 2.7 thì Fuxiculin với lại Gepson Racing. Nhưng mà thôi, mình quất 7.1 cho anh luôn. Tại xe này đâu có nóng máy đâu, 7.1 thì nó bao bốc rồi. Đấy, 7.1 nhá. 7.1 rồi thêm hai chai xúc động cơ, một chai xúc nhớt. Này, một chai xúc xăng. Rồi, combo như thế. Dạ, yeah. Và bây giờ mình sẽ xúc xăng. Xúc bình xăng con bằng một cái lọ nhỏ xíu như thế này thôi. Đó. Loại bỏ cặn carbon bên trong bùn đốt. Vào đổ vào đây, đổ cái này vô rồi mấy bạn đổ đầy bình xăng nha, là nó sẽ tự khi mà mình nổ máy thì nó sẽ tự động vệ sinh bùn đốt tiêu phun của mình, loại bỏ mấy cặn bẩn trong cái bùn đốt mình đấy. Rồi đóng lại xong vệ sinh cái máy sẽ là cái giai đoạn mà mình sẽ xúc nhớt. Ủa cây dài vậy. Trước đó là mình sẽ để cái dung dịch này vô, xúc cái nhớt rồi mình nổ máy 50 phút. Rồi đổ vô nổ máy xíu rồi mình tắt nha, chứ đừng có 100-200 cây mẹ lúc đó xước lòng bê tông luôn ấy. Nó luôn mở đèn quá ba, ngày đời này luôn mở đèn. Rồi bây giờ mình sẽ đi test cái công tơ mét rồi test những cái tính năng trên xe. Chuyên gia Nhật Thịnh. Ôi. Mang đôi dép kìa. Mấy bạn có nghe cái tiếng máy của nó phê không? Nice. Em ru bờ ru luôn. Vô mình tính để khúc này để chạy nhạc cho nó ngầu ngầu, nhưng mà thôi mình thích nói cho mình nói luôn nha. Mấy bạn có thấy mình hợp với chiếc xe này không? Ồ, nón vàng nè. Ôi giời ơi, giống như là trời sinh cái nón này dành cho chiếc xe này á. Nhưng mà không được các bạn, phải vững tâm lên. Mình đã chơi xăng cơ nhiều rồi, mình chỉ trải nghiệm xe thôi. Chiếc này quả thật là rất là ngon luôn, máy rất là êm. Khi dọn lại như thế này nữa thì không còn gì để chê luôn các bạn ạ. Đấy, mình khuyến cáo là anh chủ xe nên đầu tư một cái nón vàng cho nó hợp với cái màu xe nha. Nha anh Minh ơi, chứ em là em me chiếc xe này của anh Minh rồi đó nha. Nó xịn sò con bò thật sự luôn á. Mà chưa đâu, dán tem xong là chiếc xe này nó còn tới cục chuyện nữa. Tối nay được không? Ờ, cái tem em gửi anh đó. Rồi, gửi bé này ở đây, chìa khóa không? Ok, rồi, bị cái mẹo đi khỏi tới luôn trời. Sao luôn nha. Đúng. Hello anh. Rồi, em uống nha. Hả? Em cua rồi ba. Xong luôn rồi, xong bánh xe luôn. Ôi là trời. Hai mập.
Dạ bóng xe đây. Có chuyện gấp không? Hết xe tới, sạc thiệt. Mới nói là trời mưa lấy xe trời mưa cho ngon, giờ cho hẳn luôn nước ngập. Phải không? Đây là đặc sản của Cần Thơ nha mấy bạn đang xem. Phía trước có cái hẻm quẹo trái. Tới xíu nữa. Đặc sản của Cần Thơ. Mình cũng không muốn cái bên đây nó có xíu màu vàng, đỡ là con muốn lo chỗ này là màu đen nhiều quá nè. Nhưng thật sự giờ nhìn là có màu vàng là quá đẹp ơi. Hello anh, đây là anh Nguyễn Thành Nam nha. Cảm ơn nha. Đang không mặc quần rồi. Nhớ đó video nha anh. Nói một chuyện. Ua la la. Về tính tiệm rồi nha. Có 10, nghe tiếng máy nè. Thì thầm. Gửi nhẹ cái á. Quá trời đẹp luôn. Hay nhất đêm luôn nha, 7.001. Chạy mình quay một tay nha. Lấy xe chạy dọc trời mưa về quá trời bụi rồi. Họ xịt rác nữa nè. Oh my god, nhìn nhớt nè. Nó không còn cái gì gọi là của nhất cũ luôn. Ôi nó đen. Trời. Lần đầu tiên mình thấy cái màu nhớt này luôn mấy bạn. Nói chung là mỗi xe có mỗi màu nhớt khác nhau, có màu cà phê sữa cũng có, nhưng mà lần đầu tiên mình thấy một cái màu nhớt mà nó đen như thế này luôn á. Mà nó đặc, nó rất là đặc luôn nè. Wow. Cái bình nhớt này phải thay là hợp lý luôn rồi đó. Đó, xúc động cơ luôn mấy bạn, cho nó gã hết mấy cái trong cái thành trong đây ra nè. Trời ơi sướng thật sự luôn á. Được thay cái nhớt mới cho xe cho nó hoạt động cho nó ngon nè. Chứ nhớt này mà chạy. Đây là cái nắp nhớt. Sau khi mình vừa xịt một xíu dầu lên để vệ sinh. Đoạn này sẽ dành cho những bạn nào mà mới xem video hoặc là mới biết về cái hai nhớt ha. Thì mình sẽ vệ sinh cái này. Tại vì trong đây nó chứa rất nhiều là nhiều mấy cái mặt sắt với lại mấy cái bụi. Nhớ vệ sinh nha mấy bạn. Vệ sinh rồi chùi kỹ rồi ha, để lại. Xe mình hay xe khách cũng vậy luôn. Đó, để lại đây cái. Và bây giờ là sẽ là tới cái giai đoạn mà mình sẽ thay cái lược nhớt, lọc nhớt Yamaha cho chiếc này luôn. Em tặng anh cái này luôn nha anh Minh ơi. Tại nhớt này nó quá đen rồi. Cái lọc nhớt này mà để lâu trong đây nữa là nó sẽ không ổn đâu. Là cái lượng nhớt đen nó vẫn còn trong cái lọc nhớt này. Giờ mình sẽ thay luôn. Đây là cái nắp lọc nhớt mình đã vệ sinh rồi nè. Đây, lọc nhớt. Còn đây là cái khoang nè, mình cũng mới vệ sinh xong. Mình sẽ lắp vào nhé. Chuẩn bị tới tiết mục mờ lem nhất. Đây là hui xiu. Trời ơi. 7.001, lắc đều nha. Cái này hương nó thơm lắm á, như hương dâu vậy á. Rồi nha, vệ sinh luôn ở đây rồi nha. Giờ mình mở nhớt chính hãng mấy bạn ơi. Đừng ngại đến đây mà thay nha. Mở cái này nè, cái mấy bạn phải mở dứt khoát không thôi nó sẽ bị đứt làm đôi. Được không? Ra nè. Thiểu dành cho nhớt. Nó có cái tính năng là gây cho mình cái cảm giác sạch sẽ thôi. Hả? Độ đúng ml thôi nha mấy bạn ơi. 850 đi mấy bạn ơi. Có lọc nhớt thì mình cho 850 đi. Cái lọc nhớt nó sẽ cần phải bơm nhớt vô trong đó xíu nữa. Rồi, 850 ml nha. Đổ lít xe lì máy lắm, chạy không nổi đâu. Không phải nhiều là tốt đâu. Màu nhớt nè, thì màu nhớt đã tươi nè. Nhớt xịn có khác mấy bạn ơi. Nhớt này là bao bóc luôn. Nhưng mà nó hơi nóng máy, nhưng mà chiếc này đâu có, không có nóng máy gì hết trơn á. Chiếc F10 đừng lo vấn đề đóng máy, êm gu. Cây thâm nhớt của F10 dài cực kỳ dài luôn, nhìn nó dài nè. Mấy cây kia cái này không à. Đây thử coi. Đấy, đây mà thấy không, ngang đây dữ. Mấy bạn chắc biết rồi đúng không, còn cái này dành cho mấy bạn mới nè, nhớ dùng cái dẻ
không thôi là nó sẽ bị ngày 1, ngày 2 là nó sẽ bị chày cái nắp nhớt. Rồi, dặn cho chắc nha mấy bạn ơi. Tại vì cái này mà không dặn chắc đó là cát bụi rồi nó sẽ vô trực tiếp cái máy của mình đấy. Dặn cho chắc nha. Có mấy chiếc mà mình mở ra toàn là cát trên đây không. Rồi, nhớt đã xong rồi nhá. Đang mưa nữa mấy bạn ơi. À, cái này đổ vô lại đưa cho chủ xe. Theo góc nhìn của mình thì trong thời gian tới xe buýt nó coi cho dù thay đổi như thế nào, ra nhiều con xe công nghệ tối tân như thế nào đi nữa, thì mình nghĩ chiếc Edge 2010 này sẽ có một cái vị trí đứng khá vững trên thị trường xe cộ. Vì đây là một cái tượng đài bất tử rồi mấy bạn. Bất tử rồi mẹ đã rồi, nó có xuống giá đâu. Mà nhắc đến nó là chả ai chê cái gì cả. Chỉ toàn là lời khen rồi cất cánh bay bổng thôi mấy bạn. Không thấy một cái lời chê nào về con Edge 10 này cả. Well, anyway, chúc mừng anh Minh đã có một chiếc xe thật là đẹp nhá. Cảm ơn anh và các bạn đã theo dõi video này đến thời phút này. Nếu các bạn thấy thích thì hãy ấn đăng ký kênh vì nó miễn phí. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nhớ đăng ký kênh nha, bấm nha, bấm nha.